Thanh Trương là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, dân số đông, địa hình tương đối phức tạp, do đó công tác phòng chống dịch COVID-19 là một vấn đề hết sức khó khăn đối với cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng trên địa bàn. Vì vậy, Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch từ huyện đến cơ sở luôn đặt ra quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống và kiểm soát dịch một cách hiệu quả nhất nhằm sớm đem lại sự bình an cho nhân dân, đưa người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường mới không thể kể hết những nỗ lực phi thường mà đội ngũ y bác sĩ huyện nhà đã tổ chức triển khai thực hiện trong các đợt phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế luôn là những tấm gương sáng về sự nỗ lực, hy sinh, không ngừng hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để giúp người dân giữ gìn, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật mà còn để lại trong lòng họ những tình cảm ấm áp nhất. Chị Nguyễn Thị Thế, Trạm y tế xã Thanh Nho và chị Nguyễn Thị Thủy, Trạm y tế xã Thanh Tùng là một trong những tấm gương điển hình như thế. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai con còn nhỏ, người thì chồng mất sớm, người thì chồng đi công tác xa. Nhưng vì lòng nhiệt huyết với công việc, đặc biệt là hy sinh việc nhà cống hiến hết mình trong công tác phòng chống dịch, các chị đã làm được những điều phi thường mà rất nhiều người khó có thể làm được. Với nhiệm vụ lấy mẫu, giám sát, theo dõi cách ly, truy vết các ca bệnh dương tính với COVID-19, các chị luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định theo Bộ Y tế để phòng tránh lây nhiễm vì sự an toàn của người bệnh và cộng đồng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mùa hè nắng gay gắt, có lúc nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, có lúc mưa rào tầm tã. Các chị vẫn miệt mài với bộ đồ bảo hộ dày cộm, kín mít, đậm mùi hóa chất kháng khuẩn nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười, vẫn tất bật lấy mẫu. Chị Nguyễn Thị Thế chia sẻ, bản thân là cán bộ nữ, con còn nhỏ, chồng đi xa, nhưng với tinh thần không ngại khó khăn gian nan trước dịch bệnh, tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng các đồng nghiệp của mình, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được cống hiến trong ngành y cống hiến sức lực cho cộng đồng là niềm vui và là niềm tự hào của chính bản thân mình trong đại dịch nguy hiểm với lòng yêu nghề tinh thần trách nhiệm và lòng đam mê công việc đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế từ huyện đến cơ sở luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ cống hiến hết sức mình vì sức khỏe cộng đồng sự đóng góp của cán bộ ngành y tế huyện thanh trương nói chung của hai chị nói riêng ban chấp hành công đoàn nghệ an tặng bằng khen sở y tế nghệ an tặng giấy khen đây là động lực là niềm khích lệ để đội ngũ cán bộ y tế huyện Thanh Trương vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19, đem lại bình yên cho nhân dân.